Cái này là cô đang làm phần gì vậy cô? Sườn chả. Sườn chả. Wow. Một cái dĩa giống nhà mình đó mọi người. Một cơm nhiều quá. Nãy con kêu ba mừng cơm là nhiều lắm đó nha. Dạ không sao, con ăn được. Còn phần này của em mình, mình kêu cho em mình ăn trước. Chả đây nhìn hấp dẫn thôi, mình nhìn cái miếng chả rồi mọi người. Dày luôn á mọi người. Sườn. Rồi. Hello, xin chào mọi người, lâu rồi không gặp mọi người. Video này có lẽ là cái video không biết là gọi là cuối cùng của Choi không, tại vì sắp tới Choi có một cái dự định lớn, cho nên là dạo này cũng có nhiều thử thách, không có nhiều thử thách cho nên là Choi không có đi quay, chứ không phải là kênh mình không có làm nữa nha mọi người. Thì có thể sắp tới là nếu mà có thử thách thì anh Huy chắc có thể là sẽ là người đảm nhận, còn Choi sẽ ở ảnh một thời gian. Nói chung là hôm nay nói chung lâu lắm rồi hai anh em mình mới có dịp đi đi quay buổi sáng. Thì hiện tại là mình đang ở trên đường cây keo và trước mặt mình đó là quán cơm tấm Anh Tú số 43 cây keo phường Hiệp Tân quận Tân Phú. Ở bên này nó bán buổi sáng không à, thì bây giờ mình sẽ vô mình kêu một dĩa mình ăn thử. Lâu rồi không ăn cơm tấm nha mọi người. À, món tủ của mình rồi, xin mời mọi người theo mình ha. Cơm này cách đây khoảng 4 năm trước là mình có ăn đây một lần rồi. Mà lâu quá rồi, hôm nay mình có gì mình ghé lại. Thì bây giờ anh thì anh ăn cho anh một phần thập cẩm đi. Ở đây hình như là sườn. Sườn là một sườn đúng không? Đúng một sườn. Sườn để mình ủa sao phải bỏ trong này vậy? Giữ nóng á, giữ nóng. Cái lỗ nóng á. Hay nhờ. Đúng rồi. Thấy chả cũng ngon quá Lộc Phân. Chả nè. Bì. Còn cái này là gì? Tức là bì đấy, gồm hai phần, thịt bì với bì da. Cấu thành là bì. Có nghĩa là nếu mà kêu bì thì mình sẽ làm hai thứ, còn có những người họ thích ăn bì da không hoặc là thịt bì không thì mình sẽ làm. Nhiều quá mình. Ở đây giá trung bình nó từ bao nhiêu đến bao nhiêu? Giá trung bình thì khoảng trên từ 40-70 ngàn. 40-70 ngàn. Có cái bảng giá đây nha mọi người, bảng giá đây. Dạ đó. 20 ngàn. Thì bây giờ là em làm cho anh một phần sườn bì chả. Sườn bì chả đi. Thêm mình ốp la nữa, ba phần tôm thôi. Ừ, nhưng mà bốn phần đồ ăn rồi. Vô vô cái dĩa này, dĩa này nha. Cái là một mình anh ăn một dĩa nha. Được ăn nha, mà coi chừng không có ăn nha. Bốn phần đồ ăn. Dạ rồi. Ok. 3 hours later. Tới nha mọi người. Chỗ này nó không có tóc mỡ.
cho nên là không có tóc mỡ. Đúng rồi. Lộc ăn cơm thấy sao Lộc? Mình thấy ngon lắm á. Ngon nhất là cái gì? Cái sườn ngon. Cái này là cái chả sao? Cái chả thì cũng vừa. Chắc có lạc không? Hay là ăn nó lạc nó vừa ăn thì chả nó có mặn? Chả không có mặn, vừa ăn. Cái nước mắm thôi. Nước mắm thì nói chung là đậm đà. Ngon. Nước mắm này là nước mắm ấy nha, trong không có. Ừ, không có đường nhiều, nghĩa là nước mắm này nó không cho đường nhiều. Không cho cho đường nhiều, cho nên ăn vừa miệng. Đặc trưng là cái này. Đấy, nên Tú nói là cái phần này nè, bì nó có hai phần. À bì. Bì thịt với bì da. Đúng rồi. Rồi xin mời mọi người nha. Rồi. Cái bì trong trong nó làm từ da. Còn cái kia là kiểu giống như là bì thịt giống như là trà bông á, kiểu kiểu giống trà bông á, đúng không? Miếng sườn cũng bự lắm á mọi người. Sườn bự. Cái này phải ăn nước mắm nhiều mới ngon. Sườn đậm đà lắm nha, ngon lắm á. Thịt cái miếng mỡ của sườn nó chắc lắm. Thịt nó cũng... Lọc ăn trước là Lọc review hết rồi. Thịt tại vì sợ quay phim ngồi thầy cũng đói. Chắc lắm, rất là chắc, mà miếng thịt rất là đậm đà luôn. Phải bỏ trong cái lò cho nó nóng cho nó không bị khô. Khách chủ nhật sáng nay đông quá, đông. Và nhìn không gian, nhà kho rất là đẹp. Không. Đó, trên kia còn có chanh, có bức chanh cho nó lên. Ở đây thì mọi người cứ kêu ly trà, cái họ sẽ cho mình thêm một cái ấm để mình châm thêm. Đó. Uống về đúng thoải mái luôn. Thì vì cái là nó không có bán buổi trưa buổi chiều buổi tối. Nhưng mà trên đường này cũng có mấy quán cơm tấm nè. Đúng rồi. Để chả dày. Miếng chả mấy chỗ khác đó, họ sắc rất là mỏng. Chả không bị khô đúng không ha? Ngon ghê ha. Chả này hình như thịt nhiều quá. Nên mình thấy cái màu nó là chả người phải làm lạc để ăn với nước mắm là vừa. Đây là cái bì. Bì thường mấy chỗ kia làm mặn, bì làm vừa ăn. Tới tuần sau là có cái lễ hội bánh mì ở Sài Gòn. Mà không biết là lúc đó có rảnh không để em mình đi quay cho mọi người xem. Nó mở như 3 ngày đúng không? Mở 3 ngày. Ngày 30 tháng 3 cho đến ngày 2 tháng 4. Rồi là 3 ngày. Tại vì tháng 3 không có ngày 31. Địa chỉ là ở đâu nhỉ? Ở bên nhà văn hóa thanh niên hả? Đường Phạm Ngọc Thạch, quận 3. Là nói chung là mọi người đi hướng hướng Bách Tơ Hoành về á. Cái hộn rùa á. Đúng rồi. Đồ. Mình thích ăn mỡ á. Thì cô lấy cho mình miếng mỡ nè. Tiếng là tự ít, tiếng canh nó hơn. Lâu lắm mà mấy anh cơm tấm lại á. Từ cái đợt mà thi cơm tấm ngon tới giờ luôn á. Chỗ đó nó không tổ chức cơm tấm. Đúng rồi. Qua Tết cái họ
im luôn. Ông mà tổ chức cơm kết chắc vui á, tại vì á có rất là nhiều người ăn cơm tấm thắng. Ăn mấy món nước thì có tổ chức cuộc thi rồi mà mấy món cơm chưa thấy. Hôm nay mọi người thấy mình chọn lắm, mình 89 kg rồi. Hôm nay Lộc còn có 88 kg thôi nha, hơi bị ghê á. Tập được bao lâu rồi mình xuống dưới à? Tập từ hồi sau Tết là bắt đầu, mình tập từ hồi lúc đó là mùng 5 Tết á đó. Tới bây giờ là từ Tết á là ăn bánh chưng này kia là lên được 94 kg. Giờ còn 88 kg thôi, sắp đẹp rồi đó. Hãy chờ một ngày không xa, lên clip rất là đẹp luôn. Ừ. Nhưng mà công nhận là lâu rồi mình không ăn, ăn có 3 dĩa cũng hết rồi. Đúng rồi, no lắm á. Lâu quá mình không ăn nhiều á. Mình ăn nhiều kiểu như là mình ăn nhiều bữa trong ngày thì không sao, mà mỗi bữa mình chỉ ăn có chút à. Còn này mình ăn quá nhiều trong một bữa. Cho nên nó no lắm. Vì cái tiếng của họ rồi, bán hai mấy năm là quá nhiều rồi. Chỉ cần lượng khách bán mà bán đến tại quán bán rồi không kịp mà sao mà đặt áp được. Đây là mặt bằng của nhà luôn. Đúng rồi. Mà với lại họ bán là từ 6 giờ sáng cho tới 10 rưỡi, đúng không? Đường cây keo là nó ra với gần chỗ Hòa Bình giáp với Đầm Sen đó mà. Đúng rồi. Họ bán thời gian rất là ngắn mà bán gọi là số lượng có hạn mà đi đôi với chất lượng luôn. Oh. Không có bán nhiều, bán nhiều quá thì phục vụ không kịp. Đây nó bán thêm đa dạng món lắm, nó còn có xíu mại, thịt kho hộp vịt, xíu mại, trứng kho, lạp xưởng, rồi có chả, bì ốp la, đó vậy thôi. Cơm thêm là nửa dĩa là 2.000, và một dĩa đầy thì là 4.000. Giá của quán này nó vẫn rẻ hơn trong tấm ngon. Đúng. Tấm ngon là khúc nó ra, khúc nó ra bên kia rồi. Mà bên trong tấm ngon thì khu đó là gần văn phòng nhiều. Đúng. Mình nhớ không làm dĩa cơm tấm thì nó phải 45. Đúng rồi, 45-50. Dĩa sườn không á. Ừ. Nói chung á, mình thích ăn cơm sườn mình nó hơi nhau nhau xíu cho mình. Ngon quá. Cái này mình ăn chắc cũng phải có 10 phút à. Đang lấy ngủ qua 1 tiếng 1 tiếng. Rồi, hết nha mọi người nha. A few moments later. Rồi xong, đóng gói mang về. Không biết là khi nào mới có dịp xài lại cái clip cái dĩa này nữa mọi người. Thôi thì nói chung là mọi người hãy đáng đợi những cái thử thách sắp tới. Rồi. Rồi.
Nói chung là cơm mình như là lọc cũng nhận xét là mình nói chung là ở đây cái miếng sườn ăn rất là đậm đà nha mọi người. Nói chung là giá cả đi đôi với chất lượng, quá rất là sạch sẽ. Đó. Rồi nó chỉ bán khung giờ buổi sáng thôi. Số 43 cây keo nha mọi người nhớ, cơm tấm anh Tú. Đó. Rồi, đó là những gì mà mình muốn chia sẻ ngày hôm nay đó. Thì nói chung là hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Sắp tới có thể là nó sẽ có những cái điều bất ngờ. Nó không phải phải về ăn uống, mình chỉ nói vậy thôi. Thì nếu mà thích thì chắc chắn mọi người sẽ vẫn thấy mình đi quay cho anh Huy. Rồi. Sẽ đi quay cho anh Huy mà vẫn làm clip đều. Đó. Tại vì cái mùa sau Tết này là tại vì làm anh đang khó khăn nên là những cái cuộc thi thử thách nó chưa có đâu. Phải hè đó, bắt đầu từ hè tới về cuối năm á nó sẽ có nhiều thử thách hơn. Ừ. Rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình nữa. Nhớ ủng hộ và đăng ký cho kênh YouTube Béo TV của mình nha. Rồi. Bye bye.